Chào các bác nhé. Thì video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác là hai cục cắm nguồn nhỏ gọn cho đài cassette Nhật. Đó. Thì như các bác sử dụng đài chuyên nghiệp ấy, thì các bác hay sử dụng cái cục cắm Liwa này, cục cắm Liwa màu đen này. Cục này thật sự là nó rất là tốt và điện nó ổn định. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là chỉ có để được một chỗ và chúng ta mang đi lại là rất là hơi bất tiện bởi vì nó to và nó nặng. Thì chúng ta có thể sử dụng những cái cục cắm nguồn nhỏ gọn này để thay thế khi chúng ta mang hay đi lại, mà các bác muốn mang đi chơi hay là các bác mang di chuyển đi đâu đó thì những cái cục nhỏ gọn như này sẽ thuận tiện hơn cho các bác. Thì cục đầu tiên em xin giới thiệu là cục đổi nguồn từ điện 220 điện lưới nhà mình này sang 100V. Đó, thật sự là sang 110 chứ không 100V. Đây thì chúng ta chỉ việc cắm cái cút nguồn của đài vào cái cục này. Đấy, lỗ cắm dẹp đây. Đấy, chúng ta đầu còn lại chúng ta cắm vào đài nhé. Đây em sẽ cắm luôn. Radio này. Những đào tạo những nông dân tiếp thị bản thành phổ biến các phương thức tiêu thụ như với cục cắm nguồn này thì nghe đài radio rất là ok với những cái loại đài to nhỏ. Nhưng mà cục này nó có một nhược điểm nhé là dòng nó không đủ lớn. Khi mình nghe cassette ấy, thì chỉ nghe được những cái con đài cassette tầm khoảng 15W, 15W đổ xuống thôi. Còn nghe radio thì ok nhé. Đấy, nhưng mà với con đài mono này thì mình nghe cassette cũng ok. Em đầy đắng lời em đi anh. Đó là mình nghe cassette. Cục cắm nguồn nhỏ gọn được tích hợp lại từ cái cục to này thành cục nhỏ này. Đó. Và cái cục cắm nguồn này nó cũng ở trong nó là đồng quấn các bác nhé. Nó rất là nặng. Mình phải chơi cái loại bằng biến thế bằng đồng quấn này thì nó mới bền và ok. Chứ còn bằng điện tử nó không ok đâu nhé. Đến cái cục tiếp theo, cục thứ hai em xin giới thiệu với các bác. Cục này thì tính năng của nó hay hơn bởi vì là nó cắm nó đây là cục cắm điện DC cho đài. Thì ở những cái đài các bác thường thấy nó có những cái lỗ cắm DC ấy, ví dụ như ở con này này là lỗ cắm DC của nó là 9V, nhưng mà ở đài Nhật của nó lại rất là rắc rối, là nó không ghi cực cho các bác, là cực thường thường là cực dương ở bên trong và cực âm ở bên ngoài. Nhưng mà ở đài Nhật có toàn lộn ngược lại thôi, là âm ở bên trong và dương ở bên ngoài các bác. Cho nên là một cái cục này nó có chức năng đảo chiều. Đó, thì mình chỉ cần sử dụng cái tô vít này. Đó, mình sử dụng cái tô vít này mình bật. Khi mà ở đây nó có hai chế độ, một là chế độ đây cho âm ở bên ngoài đây và mình vặn theo chiều này, mình cho dương vào bên trong và âm ra bên ngoài. Còn vặn lên chế độ này là âm ở bên trong và dương ở bên ngoài. Đấy, đài Nhật nó rất là rắc rối. Hầu hết đài Nhật nó hay sử dụng cái cực âm của loại làm bên trong rồi này. Đấy, nó ngược đời như thế. Còn khi mà chúng ta xem cái đài của chúng ta, cái vôn của nó là bao nhiêu vôn thì chúng ta tự chỉnh ở đây. Đây, ví dụ như là từ 3V này, 4V này, 6V này, 7,5V này, 9V này. Đó. Thì bây giờ em sẽ thử cái đài luôn nhé. Mà em cũng lưu ý với các bác nhé, những cái đài như vậy này, như cái đài này nó không ghi cực nào cả để chúng ta biết cả. Thì chúng ta chơi mò em sẽ hướng dẫn các bác cách này chơi mò mà không sợ cháy đài nhé. Các bác chỉnh, đầu tiên là các bác chỉnh cho em về cái chế độ gọi là dương ở bên trong đi, thuận cực đi. Đấy, xong chúng ta cắm ổ đi ạ. Con đài này là 9V thì chúng ta để 9V rồi, cắm ổ điện này. Đó. Xong các bác về chế độ radio. Đây, về chế độ radio. Sau đó mình bật một cái kênh nào đó mà quen thuộc, ví dụ sóng AM đi. Đây, kênh nào đó quen thuộc. Các bác hãy cắm vào cái đài. Nếu mà sai cực, nếu trường hợp sai cực xảy ra, các bác cắm vào cái đài, mình giữ khoảng tầm 3 giây. Nếu mà ra nó không sôi hay là không có biểu hiện gì vào điện, các bác rút ngay ra nhé. Thì nó không làm sao cả, nhưng các bác để quá khoảng tầm 10 đến 20 giây là em nghĩ là nó sẽ cháy. Nhưng mà 3 giây là an toàn. Đó. Đầu tiên mình không biết nhưng mình chơi ngủ luôn. Mình để đầu tiên là mình để âm ở bên ngoài, dương bên trong là thuận nhé. Mình chơi ngủ như vậy. Mình cắm thử đây. Đó.
đó, em thấy mấy giây không nhận điện đấy, không kêu, thế không kêu không sôi loa là con này là ngược cực rồi, là mình lấy tô vít mình chỉnh lại cái ốc ở đây, đó mình chỉnh cho âm nó ở bên trong mình dương bên ngoài xem sao, đảo ngược lại này. Đấy, mình cắm vào. Đấy, đấy là cách mình chơi mò đó, mình chỉ giữ tầm 3 đến 4 giây thôi. Nếu mà loa nó không sôi hay là không nghe thấy thì các bác phải rút ngay ra và ta đảo lại cực ở cái đầu này. Đó, thì cái cục này nó thích hợp cắm với rất nhiều các loại đài, bởi vì chuẩn cắm ở đây là nó có 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5, 6 cái chuẩn cắm. Nhưng thường thường ở đài Nhật nó hay lại rơi vào cái chấu cắm to nhất này. Đó. Để công bằng hơn thì em sẽ chơi thử tiếp một con này. Em chỉ cho các bạn chơi thử tiếp một con này. Con này thì vừa là ngược cực rồi. Con này ngược cực là âm ở bên trong. Bây giờ tiếp sang cái con này xem cực nó như nào. Con này thì thấy ghi ở đây là 12V. 12V thì em chỉnh cái tô vít ở đây lên 12V. Đó. Chỉnh 12V. Đây, lỗ cắm nó bên này đúng không? Chỉnh 12V. Và em đang để là dương ở bên ngoài nhé. Mình cứ cắm nó xem. Đâu, để vào chế độ đây, radio này. Chọn radio rồi. Là mình cắm thử luôn. Loa nó mà không sôi rút ngay ra nhé. Đấy, không sôi. Chỉnh lại, bây giờ mình chỉnh lại cái cực ở đây. Cho dương ở trong đi, là thuận đi. Đó, chỉnh lại cực đây. Như con này thì lại thuận, dương ở trong âm ở ngoài, và như con này lại nghịch. Đấy, dương ở ngoài âm ở trong. Đấy thì cái cục này nó có cái chế độ đảo chiều này rất là hay để thuận tiện cho các bác cắm rất nhiều loại đài. Thì hai cái cục cắm đài này đều là ở trong là lõi bằng đồng quấn cả nhé, đều rất là lặng, rất là lặng. Em cũng có bán cục này, cái link mua hàng thì em để dưới phần mô tả nhé. Thì cái cục này nó rơi vào khoảng 100.000, 100.000 một cục này, 100.000 một cục nha. Đó, cục lại 100.000, cục lại 100.000. Đó. Thì đến đây cũng không còn gì để chia sẻ với các bác nữa. Hôm nay thì chia sẻ với các bác hai cục cắm nguồn nhỏ gọn cho đài cassette đi. Em nghĩ là các bác chơi đài radio cassette, đặc biệt là chơi đài radio ấy, thì chúng ta nên cần thiết sắm một cái cục như này, rất là thuận tiện cắm được nhiều loại đài mà lại còn điều chỉnh được pha cực của dòng điện và thay đổi số vôn đấy, để chúng ta chơi thích hợp nhiều loại đài. Một cái nhược điểm của nó là nó không sử dụng được cho cassette, chạy băng cassette trên 20W đó. Chứ còn nếu mà chạy những cái đài radio, kể cả đài to hay đài như nào, nếu chạy radio chơi được hết luôn. Có mỗi phần là băng cassette em thử, thì những cái đài mà nó trên 20W, đài to quá thì khi chạy mà tiếng nó hơi bị run cái phần cassette.